đây là cái nơi mà cụ hàng ngày cụ đi xuống sông cụ tắm ở dưới này đây. Đi trời khô thì đất này nó ấy, nhưng mà trời mưa nó sẽ bị sình lầy. Đây cái phần ván này nè là cũng là ván của quan tài của bác quý anh chị. Lúc đây thì cụ đi làm bốc mộ và cụ sinh về. À, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay vào một ngày chủ nhật, thời tiết thì trong cái tình trạng là mưa gió, vì có một cái thông báo là ngày hôm nay là cơn bão số 1 sẽ vào Việt Nam, nhưng mà với cái thời gian hạn hẹp á, thì Bùi Hồ cũng cố gắng đi đến tìm ngôi nhà của ông cụ sống trong được cất từ những cái gỗ ván của những cái chiếc quan tài. Trước đây thì Bùi Hồ có quay một clip về ông. Hôm nay thì Bùi Hồ quay lại để trao của số tiền, một số tiền của anh Hiệp ở Bình Dương cho ông. Và đồng thời cũng thăm ông hiện nay thì cái việc mà sinh sống của ông như thế nào. Thì trên cái con đường này là một cái con đường làng rất là nhỏ, rất là nhiều cây cối ở trong này. Thì cũng đi mà từ Bùi Hồ đi xuống đây cũng khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Thì bây giờ thì cũng là khoảng 1 giờ chiều, nhưng mà trời mưa thì cô bác quý anh chị thấy thời tiết nó rất là âm u ha. Thì bây giờ tiếp tục chạy đây. Ông cụ thì sống chỉ có một mình thôi, và công việc trước đây thì ông cụ làm nghề bốc mộ, và cái ông cụ bị một chân, ông cụ đã có tật, và đây là ngôi nhà của ông. Trước mắt cô bác quý anh chị thì đây là ngôi nhà của cụ. Thì cái phần trên là cụ sẽ tối sẽ lên trên đó, cụ sẽ ngủ ở trên đó. Còn ngôi nhà này thì cái phần ở trên này nè, cụ trước đây cụ nói là cái ván này là cụ là cái nắp của quan tài á. Thì bây giờ xuống đây để mà hỏi thăm cụ nha. Dạ con chào cụ. Dạ cụ khỏe hả cụ? Dạ muốn chết rồi, mưa lạnh quá hả? Dột nát lên chân. Dạ, ở đây bị dột hết hả cụ? Ở sao cụ không lên cái phần máy ở trên nghề để mà ngủ? Nghỉ ở trên đó? Bằng ngay lần xuống dưới này vậy đó. Dạ, cụ năm nay 87 tuổi rồi đúng không? Dạ. Cái phần nhà này nè cô bác quý anh chị, thì cái phần ván này thì tất cả đều là ván của quan tài. Có lại không à? Dạ. Có mấy cây cột đó dưới... Dạ, cây cháy bếp ở dưới này luôn nè, cũng là tất cả đều là quan tài hết. Và những cái vật dụng như cây tre này thì người ta cho cụ. Cho đâu bằng nhà. Dạ. Cho bỏ ra. Hiện nay sức khỏe của cụ sao rồi? Cũng chết chứ. Dạ, sáng nay cụ có ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Ăn hết vô rồi. Ăn hết vô rồi. Sao vậy cụ? Rồi. Ăn hết đâu. Dạ. Cụ ơi, hôm nay con đến thăm lại cụ. Hôm trước con quay một clip đó thì có anh Hiệp ở Bình Dương gửi cho cụ 1 triệu đồng. Trời ơi, đâu nghe cũng quá trời. Dạ. Nè cụ, con gửi cho cụ nha. Con cầm một tay, tại vì một tay con cầm cái máy thôi. Dạ, anh Hiệp ở Bình Dương á. Bình Dương á. Dạ. Hôm nay có nhiều người đến thăm cụ không? Cụ có thể nhắc là cái chân bên kia là ngày xưa là cụ bị mìn hả? Mìn phá. Bị mìn phá hả? Chân đâu chết rồi. Dạ. Cái chân của cụ này có bác có vậy thấy không? Cái phần chân bên đây bị mìn nổ á. Thì may mắn là cụ còn giữ lại cái mạng sống của mình. Quá trời, lại đi tùm lum hết trơn. Dạ. Cụ không có ăn cơm, ngày sáng giờ không có ăn cơm luôn. Nấu miếng cơm mà hết muốn ăn rồi. Hết muốn ăn rồi. Quay lại cô bác quý anh chị mà chưa coi cái clip cũ của Bùi Hồ á, thì Bùi Hồ sẽ quay lại ở phần này nè. Cái đây là cái cháy bếp của cụ nè. Đó. Vậy đó.
mà mưa mưa còn chờ lắm chứ. Có được hai hai cái chén ở đây. Đây là đồ ăn của cụ đây hả? Hôm nay cụ ăn về gì cho con coi với được không? Coi đi. Con dở ra nha. À, đây là cơm trắng. Ở đây là gì đây cụ? Để con bưng xuống. Cơm nè. Ủa đây cơm không mà. Cái nồi không. Còn cái nồi bên kia kìa cậu. Còn à, mới cho ra đó. Con một chày nước tương. Sạch gì cậu? Heo. Heo hả? Ừ. Đây cậu tắm ở đâu? Cậu tắm ở đâu? Tắm hả? Dạ. Ba ngày chưa xuống sông được. Ba ngày chưa xuống sông được. Cái đây là cái sông cụ tắm dưới này. Ừ. Đây là cái nơi mà cụ hàng ngày cụ đi xuống sông cụ tắm ở dưới này đây. À, đi trời khô thì đất này nó ấy, nhưng mà trời mưa nó sẽ bị sình lầy. Đó, cái con sông này là nơi cụ tắm nè. Đây là cái thùng nước cụ uống hàng ngày. Rồi mấy giờ cụ mới lên cái gác của mình? Hả? Mấy giờ mới lên cái gác ở trên? Năm hồi lên đó. Năm hồi lên hả? Lần lên vô cầu té đi mẹ. Cụ lên được không? Không ấy con dìu cho cụ lên đi. Được được. Con về cho cụ lên đi, để hồi lên khó lắm. Được con ơi, được. Dạ. Được. Ôi, con lo lắm. Bây giờ trời khô thì nó dễ, nhưng mà trời mưa thì bây giờ cụ chút xíu là lên đúng không? Nhưng mà thôi bây giờ con dìu cho cụ lên nè. Để đâu, cảm ơn, để lần lần mình cũng nắng lên sớm quá không được. Cái phần này nè, cái phần này là nó bị mưa tạt nè. Mưa đáng giọng. Dạ. Không chạy nước không, không biết. Dạ. Lúc đó là cụ, lúc đó là lần trước cụ kể cho con là ván người ta không lấy được, cụ xin về hả? Hả? Ván quan tài á. Quan tài là đây hả? Dạ. Đi bè về chạy cưa nó nói nó không dám phân tay. Ông bè về làm. À, có nghĩa là cái những cái ván quan tài này kêu trời cưa nó phân ra thành cây. Ừ. Thì trại cưa ta không dám phân ra. Không dám phân đây. Dạ. Không dám cưa. Rồi. Cho tôi cưa nắp đó luôn rồi. Dạ. Như này. Dạ. Bè ta trời rồi. Cậu cậu mà cậu. Lúc đó thì cụ cất cái nhà này là người ta cất cho cụ hả? Cái này sống rồi người ta gác lại. Nhưng mà người ta cất cho cụ hay là cụ người ta hỗ trợ cất cho cụ mà đúng không? Có ông thợ mộc gần bên ổng á, mày muốn tao làm cho mày. Dạ. Đồng nghiệp. Rồi cái ông thợ mộc nó có sợ không? Không. Ổng cái này mình lớp còn ổng mà nó dàn lại nè. Là cây cầu ở trên là cụ hôm trước nói với con là vẫn làm từ ván quan tài luôn. Đây không à? Dạ. Giấy này qua đây quan tài cái này hồi đó theo mà để 100 năm bây giờ cũng không có một. Dạ. Tại sao dưới đất mà người ta mừng trời ơi bị ông đó ông bán đất. Dạ. Rồi nó biểu phải thấy giờ là đập hết người ta mới mua. Hôm trước thì con có nhận được cái tiền hỗ trợ, nhưng mà cụ không có số điện thoại nè, rồi không có số tài khoản nè, con không có chuyển được cho cụ, nên con cái thời gian cũng khá là lâu thì con mới có dịp về đây để con quay lại con gặp cụ để con trao cái số tiền cho cụ, chứ con không có đường nào mà chuyển được cho cụ, không có liên lạc với cụ được đó. Mà đã đâu bây giờ liên lạc tôi đâu có biết chữ biết nghĩa mà đâu biết điện thoại điện thoại gì. Dạ nên con đâu có liên lạc cụ được, nên con phải xuống đây con chuyển cho cụ. để trước khi mà thôi thì cụ ơi, chiều nay thì cũng mưa cũng lạnh thì con lại tâm sự với cụ, con gửi tiền cho cụ từ tấm lòng của anh Hiệp ở Bình Dương, thì con chúc cụ có sức khỏe nha. Mà trước khi mà đây thì con lên quay cái ngôi nhà cái phần trên cho cô bác quý anh chị thấy nghe dỗ nơi cụ nghỉ vào buổi tối nha. Cụ có đi lên không, con dìu cho cụ lên không?
không ha. Giống này chưa. Dạ. Cụ nằm hàng ngày thì cụ cứ nằm trên cái chiếc võng này suốt luôn. Suốt ra đây là trời sáng cái cô người lần tới cái cây tre đó đó, cái ngồi đó người ta dắt xuống, ta dắt giùm cho xuống đây. Dạ. Không biết gì đâu. Dạ, vậy thôi nha cụ, con lên con quay cho mọi người thấy về cái nơi nghỉ vào buổi tối của cụ nha. À, đây là cái đây là cái ngôi nhà của cụ ở cái gác máy ở trên đó, thì những cái phần ở trên này là cái phần thiết gô cũ và cụ đã tận dụng lại. Ở nhìn ngôi nhà hai tầng nó rất là độc lạ luôn. Ở dưới này thì là để nghỉ trưa, tối thì sẽ lên đây. Cái phần ván này nè là cũng là ván của quan tài của bác quý anh chị. Lúc đây thì cụ đi làm bốc mộ và cụ xin về. Dạ, để con xem coi. Ôi, ở đây nó cũng bị ướt luôn. Đây là cái mùng của cụ ngủ nè. Ở đây có một cái công tắc, tối quá. Ở đây có một cái bóng đèn. Cụ đã dâng mùng sẵn để tối mà ngủ. May là cái phần ở trên này nó được lợp bằng những cái miếng PK nên nó không có mưa. Đó, không mưa nên nó không có bị tạt xuống đây. Tối thì cái bóng đèn nó chuyển từ bên kia. Đó. Thôi mình đi xuống đóng cửa lại cho cụ. Nó cho cô bác biết được cái hoàn cảnh của cụ. Cũng khá là lạnh. Đấy, thì buổi hồ đến đây vào một buổi chiều mưa và quay cho cô bác quý anh chị biết về là quay lại hoàn cảnh của cụ 87 tuổi sống ở trong ngôi nhà quan tài là như vậy. Thì cô bác quý anh chị có về xã An Thái Trung của huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang thì hãy ghé thăm cụ một lần để biết được cái hoàn cảnh của cụ. Quỳnh Hồ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn anh Hiệp ở Bình Dương và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip tiếp theo.